tóc yếu thì nó cũng có nhiều dạng yếu, yếu vừa, yếu nhiều, yếu rất nhiều và yếu gọi là vất đi. Đấy thì bây giờ anh em làm bất cứ một cái gì đấy thì ngoài những cái việc làm hóa chất, ngoài việc mà mình cứ thấy tóc của mình có vấn đề là mình đi làm hóa chất, thì mình cần phải làm một cái việc nữa rất quan trọng, đó là tham khảo những lời tư vấn. Tư vấn từ ai? Từ thợ tóc trực tiếp tại tiệm, hoặc là anh em có thể là nhắn tin gì đó cho rất là nhiều những cái anh thợ, các anh ấy làm mạng xã hội đúng không, và thậm chí ngay cả mình cũng có thể là tư vấn cho anh em. Kể cả anh em không sử dụng sản phẩm của mình, hay là tóc anh em có vấn đề gì, hay là anh em không mua sản phẩm của mình, thì dĩ nhiên là mình vẫn sẽ cố gắng tư vấn cho anh em. Nhưng mà mình cũng nói trước là cái công việc của mình đôi khi nó không thể nào mà nó dẹp cái tin nhắn của anh em 100%, hay là trả lời một cái comment nào đó của anh em 100% được. Cho nên là đôi khi anh em nhắn tin cho mình cũng có thể là một ngày sau mình mới trả lời, nhưng mà mình chắc chắn là mình sẽ dép và mình sẽ trả lời mọi cái câu hỏi của anh em trên mọi cái nền tảng mà anh em kết nối với mình nhé. Đấy thì khi mà chúng ta đã có được cái lời tư vấn từ thợ rồi thì anh em cần phải lo lắng gì nữa đâu, đúng không? Bây giờ nếu mà tóc nó yếu vừa vừa thì mình sẽ tư vấn cho anh em làm như thế nào để cho nó hợp lý nhất, cho nó ok nhất với cái tóc của anh em. Còn nếu mà tóc đã yếu hẳn rồi thì cũng cộng với cái việc của mình tư vấn cho anh em là anh em nên làm gì nữa, thì chúng ta còn phải lo cái gì nữa đâu. Chúng ta chỉ có cái kiểu là hỏng tóc, là cái kiểu là không hiểu nhưng mà cũng không hỏi, và sử dụng sản phẩm thì cứ ùa tùm lum vậy, cho nên là nó dẫn đến là cái tóc của chúng ta nó yếu thôi. Chứ còn cái tóc bản chất của chúng ta mọc ra thì hầu như là không có tóc nào yếu cả, chỉ có tóc sợi bé, tóc sợi to và tóc sợi xoăn to dễ che rất to thôi. Đấy thì chúng ta phải hiểu được cái tính chất của từng sợi tóc, và khi chúng ta làm thì nếu như chúng ta là chuyên gia đúng không, chúng ta đã làm rất là nhiều, chúng ta đã hiểu về cái tóc của mình, hiểu về cái sản phẩm mà mình sử dụng, thì cái này thì sẽ không cần phải lời tư vấn từ ai cả. Còn nếu như mà anh em còn ùa thì mình khuyên anh em là anh em cái gì anh em chưa hiểu thì anh em nên hỏi, và hỏi càng kỹ càng tốt. Đấy thì có mình ở đây, mình sẽ cố gắng trả lời anh em mọi cái thắc mắc của anh em nhé, để đảm bảo nhất cho cái tóc của anh em. Đôi khi không phải là anh em nhờ người khác tư vấn mà anh em không mua sản phẩm của họ là ngại hay là gì cả, nhưng mà đối với bản thân mình thì dù là ai thì mình cũng sẽ tư vấn, và ai cũng như ai hết nhé. Cảm ơn anh em.